Hôm nay không có thuyền để qua sông các chị ạ. Khá là buồn. Hành trình mà hai anh em dự kiến là sẽ dùng thuyền để đi dọc dọc sông Sê San này, ven hai bờ sông Sê San để tìm kiếm các loài fauna rừng của vùng núi Gia Lai Kon Tum. Nơi mà em đang đứng ở bờ bên này ấy là của tỉnh Gia Lai, còn phía núi bên cạnh đây là thuộc tỉnh Kon Tum rồi đấy. Hôm nay xuống đây thì xui quá, không có thuyền đi qua, rất là xui xẻo bởi vì là chiếc thuyền này thì của người ta này không thể sử dụng được này. Còn mọi khi xuống đây thì có những cái chiếc thuyền khác, gồm thuyền tôn, thuyền gỗ, đầy đủ cả, mà thuyền là của chung ấy, ai sử dụng cũng được hết bởi vì là chủ nhân của những chiếc thuyền đấy thì đã mất rồi ấy, trên dòng sông này ấy, cho nên là những chiếc thuyền nó cứ lênh đênh ở đây và vô chủ thì ai cũng có thể sử dụng được. Còn chiếc thuyền này thì có chủ nhân này, cho nên là mình không thể tùy tiện để sử dụng nó để đi lại trên sông này được, bởi vì khi mà họ cần đến ấy, thì lại không có cho họ sử dụng thì cũng tội cho họ, mình lấy đi thì cũng tội cho họ, và vì thế thì hai anh em chưa thể mà ra khơi được mà đang phải đứng ở bờ bên này thuộc tỉnh Gia Lai này, đang bắt cá, đắp bờ bắt cá những chú cá cơm này. Cá đang vào rất nhiều kìa các anh chị ạ. À, tí nữa không biết thành quả như nào nhưng mà tí nữa em sẽ quay cho các chị xem nhé. Thịt em vừa bỏ xuống đây được vài phút mà kiến nó đã bô kín luôn rồi. Ba chỉ này, nhìn rất là ngon luôn. Đi rừng ăn uống hay là nhậu nhẹt ấy, nó bao giờ cũng ngon hơn ở nhà rất là nhiều. Cơm thì ăn được nhiều hơn mà mồi thì cũng phá rất là mạnh. Rượu thì uống bao nhiêu cũng không đủ. Đấy, chứ đầu anh con bướm kìa. Đấy, con bướm này nó cứ theo anh Linh này từ sáng giờ. Cá thì đây, mồi đây, mồi từ sông lên luôn các anh chị ạ. Đấy, xung quanh đây là những cánh rừng, một ngôi nhà sàn rất là quen thuộc với những cái video trước đây này. Cánh rừng này thì đã sản sinh rất là nhiều những cái loài giả hạc rừng quý hiếm của vùng rừng núi Gia Ly mà trước đây em chia sẻ trên kênh ấy. Hôm nay thì em quay trở lại đi, tính đi dọc dọc sông mà chưa chưa có thuyền để đi. Bây giờ ngồi đây thì giải sầu bằng cách bắt cá và làm mồi nhậu thôi cho nó đỡ buồn. Liều phát cả nhà. Hai anh em đứng trên bờ thì khó chịu quá. Bây giờ lấy thuyền để ra khơi đây. Hôm nay không có gió cho nên là thuyền chèo rất là nhẹ và dễ dàng để di chuyển. Mọi khi mấy cái đợt khác đi ấy, gió thổi nghiêng bên này nghiêng bên kia rất là khó chèo. Nhưng đợt này có vẻ ổn này, không gió. Thời tiết năm nay công nhận là nó vẫn lạ thường so với các năm. Thường thường các năm thì đến tầm này thì là đã là mùa khô rồi, gió lồng lộng luôn đấy. Năm nay thì cứ mưa liên miên. Hai anh em sẽ di chuyển qua bên phía bên này xem là bên này có trai không để bắt con trai đấy cả nhà, và ngó nghiêng xem là trên khu vực này có cây lan gì hay hay không, cầm về luôn. Khung cảnh hôm nay thì rất là đẹp này, rất là yên bình, núi non miền sơn cước rất là đẹp luôn, hoang sơ nguyên sinh. À, giữa một dòng sông hai anh em lênh đênh ra khơi. Ở cái đoạn sông này thì nó nổi lên những cái cây gỗ khô này, như là những cái cọc ở trận địa Bạch Đằng ấy. Đấy, em chỉnh nó ra không tí nó va vào cái cọc này này. Mỗi lần nó va vào là nó sẽ rất là ấy, bấp bênh. Trên cây khô này có một cái loài lan rừng gì này, nhỏ nhỏ. Không biết có phải lan rừng không, em nhìn hơi xa. À, không phải lan rừng đâu các anh chị ạ. Đó là một cái loài gì đấy ký sinh trên những cái cây rừng. Nhưng mà phải công nhận là lên thuyền đi này thích thật. Đâu anh? À, có bụi tổ quạ trên đá kìa cả nhà kìa. Kìa.
Đấy, chèo thuyền ngắm những cây lan thổ quạ đấy. Cây đấy dùng để trồng lan rất là tốt luôn đấy, giá thể trồng lan rất là tốt. Nó tơi xốp và nó có thể giữ được cái độ ẩm cho cây lan của mình. Trồng trên thổ quạ thì nó sẽ rất là tươi tốt. Ở đây cũng có nhiều gốc bằng lăng đẹp lắm cả nhà. Ngoài ra trên này thì có cả tắc kè đá kìa. Hay còn gọi là cốt toái bổ, là một cái vị thuốc mà chúng ta sử dụng để chữa các bệnh về xương khớp. Ngâm rượu uống thì rất là tốt cho xương khớp luôn các anh chị. Đây này, đó, nó mọc đây này. Còn cây tổ quạ nó nằm bên kia nhá. Đây, gần sát đây là cây lan tổ quạ cả nhà. Kia là cây cốt toái bổ hay còn gọi là tắc kè đá. Đấy, thuyền va vào vách đá này. Chúng ta phải đi rất cẩn thận. Thuyền đã đâm vào cây. Cẩn thận chìm thuyền giống như kiểu Titanic ấy. Trên kia có cái cành lan gì kìa, nó vắt vẻo trên một cái cây khô mà nó cảm giác nó sắp rơi rồi. Nhìn rất là đẹp. Trên này anh cũng hơi cao. Đi lang thang vào trong này nhiều chỗ cây ngành ngạnh ấy, kiếm kiến giả hạc vẫn có đấy. Tại vì hai bên bờ sông này giả hạc trước kia rất là nhiều. À, có bụi kiếm kìa cả nhà ơi. Lấy không anh? Hơi nhỏ nhỉ? Hơi nhỏ thì mình gửi lại. Mình lại đi tiếp. Cái này người ta dùng máy người ta đi cơ. Chân vịt người ta đi cơ. Nhưng mà hai anh em thì lấy mái chèo ra chèo. Đi nó khó kinh khủng. Cái này mà gặp trời mà có gió này thì thôi ấy. Rất là khó để xử lý. Bây giờ mà chưa đi được đến đích nhưng mà đã phải quay trở lại rồi, bởi vì là đồ đạc để tít đằng kia kìa. Sợ ai đó họ xuống họ lục lọi hay là làm gì đồ đạc của mình thì sợ lắm, tại vì đường đi xuống dưới này nó rất là xa, rất là hiểm trở. Chẳng may mà lương thực không còn thì nhịn đói cũng không chịu nổi. Vì thế thì hai anh em phải gấp rút vòng về thôi, đi một vòng thôi, ngắm cảnh núi non sông nước rất là hùng vĩ. Cá này cả nhà này, đấy cái lồng cá người ta nuôi cá nhưng mà chắc thời điểm này chắc là ngưng rồi, tại vì không thấy ai ở trong cái ngôi nhà sàn cái nữa. Bởi đợt trước thì em ở cái nhà sàn đấy cũng nhiều, xuống đây cũng nhiều và hay uống rượu với mấy chú mấy bác ở đây đấy, rồi hỏi han về rừng xem là lan xung quanh này như nào, và có những người chèo thuyền cho em đi dọc sông Sê San mà. Nhưng mà đợt này không thấy bóng dáng ai cả thì em nghĩ là cái lồng cá này người ta bỏ hoang rồi. Và cái ngôi nhà sàn kia cũng không còn ai ở nữa. Năm nay thì cỏ cây nó vẫn còn rậm rạp lắm. Tháng 12 rồi mà cây cỏ các thứ nó vẫn rậm rạp chứ nó không như mọi năm. Như mọi năm là mọi thứ nó đều héo úa rồi. Rừng cây hai bên sông là lá bằng lăng nó đổi màu thành màu vàng màu đỏ rồi. Nhìn như kiểu trời kiểu châu Âu ấy. Nhưng năm nay là mùa mưa nó muộn, kết thúc muộn. Thử vào lồng cá không anh? Đây là một cái lồng cá này, mô hình nuôi cá lồng. Đi vào xem có gì hay không. Cây cỏ thì nó mọc lên rất là tùm và rậm rạp này, toàn là những cây cỏ và cây dương xỉ. Dương xỉ bụi nó mọc rất là nhiều. Đấy. Đi ngắm qua loa thôi chứ biết được nó còn cá hay không, bởi vì chắc là nó cũng ấy không kéo lên được anh, nặng nhờ. Leo neo đậu vào để anh em đi qua đấy xem một vòng, ngắm cảnh một vòng các anh chị ạ. Quay ở trên sông này rất nguy hiểm. Em sợ rơi điện thoại xuống là không thể nào mà mò đâu.
Đây, cái thuyền nó rất là dài đây. Bây giờ em bước đi trên thuyền để vào lồng cá. Nặng đúng không? Nhiều cỏ này. Đi vào phải thật cẩn thận. Ôi giời ơi, không biết có phải vì em nặng quá không? Có không? Hình như em nặng quá sao mấy cái gỗ này nó không chịu nổi cái cân nặng của em. Tí nữa thì cả người cả điện thoại nằm dưới sông rồi. Nhiều lắm à? Kéo đâu không anh? Có con nuôi không? Chắc không có nuôi rồi. Có ai đâu. Ủa trai con này. Trai con này, hiểu chưa? Thế thì phải có trai mẹ rồi. Vừa kéo mấy cái lưới lên rồi các anh chị ạ. Nuôi cá thì mà chẳng có con cá nào hết đấy. Giờ hai anh em rời lồng cá để quay lại bờ đấy. Ngon không cả nhà ơi. Thịt ba chỉ nướng bếp than. Đây sẽ là mồi nhậu cho hai anh em tối nay. Có khi một lít rượu là không đủ rồi các anh chị ạ. Vào rừng trông đơn sơ vậy thôi nhưng mà thực ra ăn uống đều rất là ngon. Và miếng này thì em nướng ở trên cao này để cho nó nướng bằng hơi nóng và những cái mỡ nó sẽ chảy xuống để nó bớt ngấy hơn và cái thịt nó sẽ thơm và giòn hơn rất là nhiều. Cố gắng chịu khó chờ đợi thì điều hạnh phúc sẽ đến. Và lát nữa sẽ là một buổi tối sẽ là giải sầu của hai anh em trong ngày hôm nay. Thủy triều lên, dòng sông rộng mênh mông thêm bao nhiêu nữa cả nhà. Dưới này thì anh Linh đang bẫy cá này. Dùng một miếng thịt lợn tháo nước để nhử đàn cá nó bu vào và sau đó dùng cái vợt vợt cá lên bờ. Hành trình kiếm mồi nhậu rất là gian nan, không hề dễ dàng một chút nào cả. Đây là cái phương pháp bắt cá mà lần đầu tiên em mới thấy đấy. Và chỉ thấy ở khúc sông Xê Sa này thôi. Lũ cá này nó ngửi thấy cái mùi thịt ấy. Nó lao đến nhanh lắm. Nhưng để bắt nó lên bờ là một quá trình rất là khó khăn, vất vả. Chiều dần buông bên dòng sông. Cảnh cũng rất đẹp, nắng hoàng hôn cũng rất đẹp. Và mọi thứ ở đây đều rất là bình yên. Bây giờ thêm một chai rượu và ít mồi nữa là thôi rồi đấy. Say quên sự đời luôn. Em ra tới suối rồi đây cả nhà đây. Ở đây có một cây ớt rất là to luôn này. Hồi nãy em có hái mấy quả và có nói hồi nãy đó. Ớt chỉ thiên này này, ăn rất là ngon. Quả nhỏ nhưng mà vị cay của nó rất là ngon. Ở trong rừng thôi nhưng mà nó đậu rất là nhiều quả này. Mấy quả chín thì em hái hết rồi. Còn lại những quả ương này và những quả xanh. Và ở trong rừng thì em sẽ sử dụng cái nguồn nước suối này. Chảy ra từ mạch ngầm này. Nó rất là sạch sẽ và để sử dụng sinh hoạt cho mình. Nấu nướng, tắm rửa này. Thì hồi nãy có chặt cái ống nứa để nối và dẫn cái nguồn nước từ trên cái khe này xuống này các anh chị nào. Đó, nước nó chảy như này này, đứng đây tắm này thì rất là hợp lý này. Lưu ý là khi chúng ta đi trong rừng đi phượt ấy hoặc là đi trải nghiệm ấy thì nên sử dụng những cái nguồn nước mà nó lưu thông
dòng chảy liên tục ấy thì nó sẽ sạch sẽ hơn là so với những cái dòng nước mà nó tồn đọng thì nó sẽ rất là nhiều những cái vi khuẩn. Vì thế thì những cái dòng nước này này là chúng ta sử dụng đảm bảo này khi đi rừng này. Đấy. Và em có mang theo cái nồi cơm. Nồi cơm nấu song gang này này, đó. Để nấu cơm. Mang nước lên để vo gạo để nấu cơm thôi. Chứ không là trời tối rồi. Thịt thì xong rồi đây. Bây giờ thì sẽ nướng cá cả nhà. Đây nồi cơm gang này. Chín rồi này. Nóng quá nóng quá. Còn ở trên bếp là nồi thịt kho. Thịt ba chỉ kho này. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Vừa đào được ở rừng xong. Cá cũng có cá nướng. Củ cũng có củ rừng. Ăn rất là ngon. Trời ơi, trên này có cây ớt này cả nhà này. Chín đỏ được đẹp chưa? Chín hết cả cây luôn ấy. Hồi nãy không biết ra cây này hái ngon hơn cây kia rồi. Nhìn rất là đẹp mắt luôn. Còn bây giờ thì hai anh em đi đào củ mì để nướng ăn. Củ to thế. To. Đây là đi ăn. Này, củ mì đã chưa cả nhà này? Cây mì to chưa? Mà lưu ý nhá cả nhà nhá. Mì mà cái cuống nó tím hết như này này thì mới ăn được. Còn mì á mà nó xanh như này bên này. Đây, nhạt như này không ăn được đâu. Đây là mì cao sản. Mì cao sản là không ăn được đâu, ăn vào chết người đấy. Còn đây là mì mình có thể dùng được. Củ to chưa? Đi rừng không sợ đói. Đủ các thứ luôn. Dưới sông rồi trên bờ trên bụi, trong đất đều có. Đây là hai củ rồi. Từng này là anh em mình không cần mang gạo đi luôn ấy. Tinh bột nó nhiều lắm, ăn nó cực kỳ luôn đấy. Ở đây có cái sắt gì ta? Chẳng hiểu nữa, thôi. Rồi, ok ok. Lấy cái dây này. Làm dây câu được đấy. Rồi. Ở đây có mấy bụi mì đỏ. Mì ăn được. Lại tiếp tục này, không biết củ này to. Chắc không to bằng bụi trên rồi. Thấy thân nó nhỏ. Nhỏ, củ nhỏ. Thôi, nhỏ bỏ lại đi. Đây ở những cái vết nứt này cả nhà này. Đấy. Mì nó có dấu hiệu củ ấy là sẽ nứt cái đất ra. Đấy, xuất hiện một em mì rồi. Nhưng mà cũng chả to mấy nhỉ. Nhỏ quá, thôi bỏ lại. Lấy củ to thôi. Củ nhỏ lấy không bỏ công. Để đây cho nó phát triển thêm. Sông này nó không phải giống như sông ngoài Bắc đâu nhá. Ở đây thì rất là hoang vu, hoang vắng. Thiêu quạnh. Và hai anh em đang ở thôn Cành Lá, xã Cành Cây, huyện Gió Mây, tỉnh Đồi Núi. Củ này nhìn hoành tráng chưa, nó dài chưa, dài gần cả mét đấy chứ ít gì đâu ở nhà. Đấy, thôi đi, đào nữa. Em thấy như này là ổn rồi. Nhậu ở đây thì không lo bị vợ chửi. Bởi vì vợ không thể nào mà chạy đến đây được. Hội mà anh em sợ vợ thì có thể áp dụng biện pháp giống như kiểu hai anh em. Đây, để đây đi, tí nướng sau nhá. Còn bắp chuối đây. Bắp chuối ăn rất là ngon. Bây giờ thì em sẽ đi vặt ít ớt đỏ để bỏ vào trong cái nồi thịt kho. Thịt kho mà thiếu ớt thì làm sao mà ngon được. Cây ớt này thì nó mọc ở rừng đây. Mà nó sai chữ quả luôn, thua kém gì người ta chăm ở vườn rau đâu. Thua kém gì người ta làm kinh tế đâu, trồng ớt làm kinh tế đâu, kinh doanh ớt đâu.
khi nhiều hơn ấy, một cây mà nó sai chĩu quả luôn. Đấy, hái vậy thôi. Còn lại thì mai mốt nó lại rụng hạt xuống đất rồi nó lại mọc thôi. Nhưng mà chắc là người ta cũng không để nhiều đâu. Người ta sạc bớt đi để dọn cỏ cho mì ấy. Đây, nồi thịt kho này. Ớt này. Vặt ớt ra để bỏ vào nồi thịt kho. Cay cay cho dễ ăn. Không biết là các anh chị có nghe trong video tiếng cái con gì kêu trong rừng không nhỉ? Chiều giờ có những cái tiếng kêu nghe nó rất là đáng sợ. Giữa thâm sơn cùng cốc, đường đi xuống đây rất là hiểm trở nhá, không phải ai cũng đi được đâu. Sáng một cái bánh trước của em nó leo được lên dốc, một cái bánh thì lọt ở dưới cái tấm ván dưới khe, tí nữa thì rơi xuống vực. Rồi, thả vào đây. Thêm không ta? Thêm đi. Thêm quả, hai quả. Rồi, hai quả nữa thôi nhá. Ok. Vậy là có một nồi thịt thơm ngon rồi. Sẵn sàng cho bữa tối.